vâng, xin chào anh chị và các bạn đã tham dự buổi uh, hướng dẫn cập nhật phần mềm và giải đáp những vướng mắc ở trong tuần vừa qua. Uh, trong nhóm ACMAN, thì vừa mấy ngày vừa qua thì em cũng có uh, anh chị em ở trong nhóm cũng có chia sẻ về một cái công văn uh, quyết định xử phạt uh, một đơn vị uh, do chậm nộp cái mẫu 04 sai sót hóa đơn điện tử. Và em cũng đã đọc qua cái thông báo này uh, tuy nhiên thì cái công văn này thì không nói rõ đó là nộp chậm nộp cái mẫu 04 sai sót là của cái hóa đơn trong cái trường hợp nào ví dụ như là hủy hóa đơn giải trình sai sót hoặc là điều chỉnh hay là thay thế à, nên là anh chị em kế toán mấy ngày vừa qua thì cũng đang rất là bối rối về cái trường hợp đó là những cái hóa đơn điều chỉnh hoặc là thay thế có phải gửi mẫu 04 sai sót hay không và trên phần mềm acman thì sẽ thực hiện xử lý hóa đơn sai sót và gửi cái mẫu 04 đó như thế nào thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để xử lý ở trên phần mềm ACMAN. À, em xin điểm qua một chút về uh, cái hướng dẫn xử lý sai sót theo nghị định 123 và thông tư 78. À, thì khi mà em đã tập hợp và À, thống thống kê lại thì có bốn cái trường hợp khi mà hóa đơn có sai sót thì phải gửi cái mẫu 04 SS hóa đơn điện tử lên trên cơ quan thuế. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà thực hiện người nộp thuế thực hiện hủy cái hóa đơn thì sẽ phải nộp cái mẫu 04 sai sót. Trường hợp thứ hai có nghĩa là khi mà người nộp thuế phát hiện hóa đơn sai sót bị sai và tên hoặc là địa chỉ nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác của hóa đơn không bị sai thì lúc này sẽ thực hiện là nộp mẫu 04 sai sót gửi lên trên thuế và đồng thời thì sẽ thông báo cho khách hàng về cái sai sót ở hóa đơn. Và khi đó hóa đơn bị sai tên hoặc là địa chỉ thì vẫn là hợp lệ và không cần phải xuất hóa đơn mới. Trường hợp thứ ba đó là trường hợp cơ quan thuế yêu cầu uh, cơ quan thuế phát hiện uh, hóa đơn có sai sót và gửi cái mẫu 01 cho bên người nộp thuế. Và căn cứ vào cái mẫu 01 của bên thuế họ gửi thì lúc này người nộp thuế sẽ phải làm cái mẫu 04 sai sót để thông báo uh, cho bên cơ quan thuế được biết. Và cái đường, trường hợp thứ tư, đó là cái trường hợp hóa đơn uh, của thông tư 78 thay thế cho hóa đơn theo uh, hóa đơn theo thông tư cũ, hóa đơn xuất theo cái nghị định 51 ạ. À, thì trường hợp này cũng sẽ phải gửi cái mẫu 04 sai sót lên trên à, à, cơ quan thuế để thông báo. À, trong quá trình hỗ trợ thì à, có hai cái trường hợp sau. À, thì à, hiện tại thì bây giờ là đã sang năm thứ hai để sử dụng hóa đơn theo thông tư 78 cho nên là sẽ hầu như là sẽ không còn cái trường hợp là thay thế uh, hoặc là xử lý hóa đơn sai sót cho hóa đơn theo thông tư cũ nữa và đối với khách hàng của ICman thì cũng có chưa có cái trường hợp nào bị uh, dính cái trường hợp đó là cơ quan thuế gửi cái mẫu 01 và yêu cầu người nộp thuế gửi lại mẫu 04 sai sót. Chủ yếu là ở hai cái trường hợp đầu đó là hủy hóa đơn và giải trình sai sót khi mà sai tên và địa chỉ. Đó là bốn trường hợp mà có quy định khi mà em tập hợp và đọc ở trên cái thông tư 78 và trên cái nghị định 123 thì có như thế. À, tuy nhiên thì mấy ngày gần đây thì có một số anh chị cũng đã gọi liên hệ về phía công ty để hỏi xem là cái trường hợp bây giờ là hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế thì có cần phải nộp cái mẫu không muốn sai sót hay không trên nghị định 123 thì không có nói đến cái trường hợp hai cái trường hợp thay thế và điều chỉnh phải gửi cái mẫu không muốn sai sót Tuy nhiên theo em được biết thì cũng uh, năm trước là có một số cơ quan thuế tri uh, cục thuế là họ có yêu cầu uh, người nộp thuế có những đơn vị họ sử dụng phần mềm hóa đơn của ACMAN là phải gửi cái mẫu 04 sai sót lên. Thì ở trên phần mềm ACMAN cũng có cái mục để hướng dẫn anh chị. Bây giờ thì em sẽ vào phần mềm để hướng dẫn anh chị để cách xử lý sai sót đối với từng trường hợp. Em sẽ đi vào trường hợp thứ nhất, đó là cái trường hợp mà anh chị thực hiện đó là hủy hóa đơn. Khi mà anh chị phát hiện ra hóa đơn bị sai và muốn hủy thì anh chị sẽ tích vào cái tài khoản doanh thu của cái hóa đơn đó ở trên phần mềm nó sẽ có cái tài khoản doanh thu năm 1 của số hóa đơn đó. Sau đó thì anh chị sẽ thực hiện tích vào cái ô hủy hóa đơn và lúc này thì trên khi khi anh chị tích vào hủy hóa đơn thì bắt buộc yêu cầu phải cắm chữ ký số và nó sẽ có cái thông báo là phải chờ thuế duyệt. À, thường là sau một ngày thì có chắc chắn hủy hay không trường hợp anh chị chắc chắn hủy hóa đơn thì lúc này anh chị sẽ tích vào cái ô hủy Đấy, nó sẽ có yêu cầu là lý do à, lúc này hóa đơn của anh chị bị sai cái gì thì anh chị sẽ nhập cái lý do hủy vào đây và ở trong cái phần thông báo hủy và giải trình thì nó sẽ có hai mục mục thứ nhất đó là thông báo hủy và giải trình của người nộp thuế và cái trường hợp thứ hai đó là hủy giải trình theo thông báo của cơ quan thuế. Nó sẽ là thuộc ở trường hợp thứ ba đó là khi mà cơ quan thuế phát hiện sai sót và sẽ gửi cái mẫu 04 sai sót, à, cái mẫu 01 cho người nộp thuế. Và lúc này thì người nộp thuế thực hiện giải trình cái số hóa đơn đó. Thì lúc này sẽ chọn ở cái trường hợp giải trình thứ hai. Nếu trường hợp người nộp thuế tự hủy hóa đơn thì sẽ chọn ở trong cái phương án thứ nhất đó là thông báo giải trình của người nộp thuế. Và khi đó thì anh chị sẽ ấn nhập lý do xong thì ấn chấp nhận. Ở trên phần mềm ACman, đối với cái trường hợp mà hủy hóa đơn khi mà anh chị đã chấp nhận ký số xong, hóa đơn được hủy, đồng thời thì sẽ có mẫu 04 sai sót tự động đẩy lên trên thuế. Lúc này thì anh chị không cần phải hủy xong và làm một cái mẫu 04 sai sót nữa mà phần mềm ACman hoàn toàn tự động gửi cái mẫu 04 sai sót lên trên thuế rồi. Đấy, em sẽ mở anh chị xem có một cái hóa đơn ở trên cái data này à, sẽ hủy. Khi mà anh chị hủy ở trên phần mềm ACMN thì không cần phải uh, gửi mẫu không muốn sai sót. data này thì có hai cái số hóa đơn bị hủy. Em sẽ mở cái một cái số hóa đơn. Em sẽ mở cái số uh, 1162. khi mà thuế chấp nhận xong anh chị hủy hóa đơn và thuế chấp nhận thì cái doanh thu trên phần mềm acman nó sẽ chuyển về không và trường hợp có xuất giá vốn tự động thì cái bút toán giá vốn đó nó cũng sẽ bị mất đi cái doanh thu nó sẽ bị về không và khi mà anh chị tích vào cái phần xem hóa đơn à, hóa đơn nó sẽ bị gạch chéo và thông báo là hóa đơn đã bị hủy thì lúc này cái hóa đơn này đã được hủy thành công và anh chị có thể vào cái trang tra cứu của tổng cục thuế đây nó chính là cái trang à, hóa đơn điện tử .gdt.gov.vn đây là trang tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 cái trang này thì khi mà người nộp thuế đơn vị họ đăng ký thông tư à, thông sử dụng hóa đơn theo thông tư 78 lần đầu thì cơ quan thuế có sẽ có cái một cái email phản hồi về và có gửi cái thông báo là tên đăng nhập và mật khẩu để tra cứu ở cái trang này thì anh chị có thể vào cái trang này để tra cứu hóa đơn và trang này thì có thể tra cứu hóa đơn điện tử mua vào và hóa đơn bán ra. Tất cả những cái nhà cung cấp mà xuất hóa đơn theo thông tư 78 cho anh chị cũng sẽ thể hiện hết ở trong đây. Và khi mà anh chị hủy hóa đơn và muốn kiểm soát lại cái thông tin đó thì có thể vào trang tra cứu này để kiểm tra lại cái số hóa đơn đó ở trên cái trang này xem là trạng thái hóa đơn đã hủy hay chưa. Khi mà hóa đơn đã hủy gạch chéo vào như thế này rồi thì lúc này ở trên phần mục xem hóa đơn nó sẽ có luôn cái mục đó là xem mẫu 04 sai sót. Thì anh chị sẽ tích vào mẫu 04 sai sót này để kiểm tra xem là tổng cục thuế họ đã chấp nhận hay chưa. Nếu tổng cục thuế họ chấp nhận thì ở trong cái phần cái chữ ký của cơ quan thuế nó sẽ có hiện cái chữ ký số này. Và lúc này ở trên cái phần thông báo nó sẽ có thông báo đầy đủ những cái thông tin Thứ nhất là mã cơ quan thuế của cái hóa đơn này, mẫu, ký hiệu, số, ngày lập và cái giải trình uh, hủy hay là cái lý do giả, giải trình sai sót đó là hủy. Đấy, hóa đơn như thế này thì đã, đã được thuế chấp nhận. Là khi mà anh chị hủy hóa đơn và xem mẫu 04 có chữ ký số của thuế thì hóa đơn này đã được hủy xong và đã được thuế chấp nhận rồi đồng thời cũng đã gửi mẫu 04 sai sót lên trên thuế cho nên là trường hợp anh chị hủy hóa đơn thì cái phần này nó sẽ là tự động đó là cái trường hợp hủy cái trường hợp thứ hai là khi mà phát hiện ra hóa đơn bị sai tên và địa chỉ hoặc là sai hình thức thanh toán nó không ảnh hưởng gì đến các nội dung khác của hóa đơn hoặc là không sai mã số thuế thì lúc này thì không cần phải lập hóa đơn mới và vẫn sử dụng hóa đơn đó để kê khai. Và chỉ cần gửi cái mẫu 04 sai sót lên trên thuế thôi. À, cái phương án để gửi cái mẫu 04 sai sót đó. Thì anh chị sẽ thực hiện như sau. Anh chị sẽ tích vào, vẫn tích vào cái tài khoản doanh thu của cái hóa đơn đó. Ví dụ là anh chị muốn giải trình cái số hóa đơn của cái số 1164 này. Do bị sai địa chỉ chẳng hạn. Thì anh chị cũng sẽ tích vào cái tài khoản 5113. Cái tài khoản doanh thu chi tiết thì nó sẽ có cái mục đó là mục là giải trình sai sót. Khi mà anh chị tích vào cái phần giải trình sai sót như thế này, cái này thì nó không có chữ ký số cho nên nó báo lỗi. Nên sẽ sang cái data này có chữ ký số. Đây ạ, anh sẽ tích vào cái mục là giải trình sai sót. À, anh chị chắc chắn thì mình sẽ thực hiện ấn chấp nhận. À, lúc này thì cũng có uh, yêu cầu nhập lý do và trong cái phần tính chất thông báo này nó sẽ có mục là điều chỉnh thay thế hoặc là giải trình. Đây là chọn khi mà anh chị đang giải trình nộp vậy cái mẫu không 04 sai sót lên trên thuế thôi thì anh chị sẽ chọn cái tính chất thông báo đó là tính chất giải trình sai sót và sau đó nhập lý do vào, chấp nhận và ký số. Thì lúc này mẫu 04 cũng sẽ tự động đẩy lên trên thuế. À, khi mà thuế hậu họ phản hồi chấp nhận và anh chị ấn xong thì ở cái mục xem hóa đơn này nó cũng sẽ có thêm một cái mục nữa đó là xem mẫu không muốn sai sót giống như hóa đơn hủy nó cũng sẽ có một cái mục đó là xem mẫu không muốn sai sót lúc này anh chị sẽ tích vào đó để xem à, xem đã đã có chữ ký số của thúy hay chưa đó là cái trường hợp khi mà anh chị à, à, giải trình trường hợp thứ ba đó là anh chị phát hiện ra hóa đơn sai và xử lý theo cái phương án một là điều chỉnh hai là thay thế ở trong nghị định 123 thì khi mà hóa đơn mà bị sai ví dụ như sai mã số thuế hoặc là sai nội dung của hóa đơn anh chị có thể sử dụng một trong hai phương án một là điều chỉnh hai là thay thế anh chị dùng cái nào cũng được nếu trong trường hợp mà anh chị chọn thay thế có nhiều anh chị vẫn chưa hiểu tính chất khi mà anh chị thay thế hoặc là điều chỉnh vẫn theo cái suy nghĩ của cái hóa đơn theo thông tư cũ ngày xưa về khi Ngày xưa đối với cái hóa đơn thay thế là thông tư cũ muốn xuất được cái hóa đơn thay thế thì bắt buộc phải hủy cái hóa đơn kia thì mới thay thế được. Đó là theo thông tư cũ, thông tư 32 ngày xưa ở trên hóa đơn điện tử theo thông tư 32 thì là phải hủy hóa đơn cũ mới xuất được hóa đơn mới, thay thế mới. Thế nhưng thông tư 78 này thì nó sẽ hơi khác một chút, đó là nếu mà trong trường hợp mà anh chị xuất hóa đơn thay thế thì không được hủy cái hóa đơn sai vì anh chị hủy hóa đơn sai rồi Thì hóa đơn đó đã hủy rồi Thì không thay thế được nữa Cho nên là anh chị nếu một trường hợp anh chị hủy Thì chỉ có xuất hóa đơn mới Và cái thời điểm ghi nhận doanh thu của hóa đơn mới Nó sẽ là cái thời điểm thời điểm mà anh chị xuất Ở cái hóa đơn mới đó Nó sẽ không tính vào cái thời điểm mà anh chị hủy hóa đơn Ví dụ hóa đơn mà anh chị nhập tháng 5 à, Đến sau đó thì anh chị hủy cái hóa đơn đó Và nhập sang tháng 6 xuất cái hóa đơn đó sang tháng 6 là xuất hóa đơn mới khi mà anh chị, hủy, chị hủy cái hóa đơn kia thì cái thời điểm ghi nhận doanh thu của cái hóa đơn này nó sẽ là cái tháng 6 chứ không phải là tháng 5 Tuy nhiên đối với trường hợp khi mà anh chị xử lý theo cái trường hợp đó là thay thế hoặc là điều chỉnh em ví dụ hóa đơn ở tháng 5 bị sai nếu mà anh chị sang tháng 6 mới phát hiện ra sai anh chị chọn trường hợp đó là điều chỉnh hoặc là thay thế thì lúc này cái hóa đơn điều chỉnh hoặc là thay thế ở tháng 6 nó sẽ ghi nhận doanh thu ở cái tháng 5, nó sẽ không ghi nhận vào tháng 6. Đó là hai cái trường hai cái điểm khác nhau nếu trong trường hợp anh chị hủy hóa đơn và thực hiện cái trường hợp đó là thay thế hay điều chỉnh nên nó sẽ khác nhau ở cái thời điểm ghi nhận doanh thu. Trường hợp anh chị sử dụng cái phần hóa đơn thay thế thì anh chị sẽ không hủy kể cả điều chỉnh thì anh chị cũng sẽ không hủy hóa đơn bị sai đó nữa. Nếu mà anh chị chọn cái phương án đó là thay thế cái hóa đơn bị sai Mà anh chị xuất cái hóa đơn thay thế đó nó cũng bị sai Thì anh chị sẽ thực hiện xuất tiếp một cái hóa đơn tiếp theo Để thay thế cho cái hóa đơn bị sai đó Em ví dụ cái hóa đơn số 1 này của anh chị này Anh chị xuất hóa đơn à, gửi cho khách hàng Rồi phát hiện nó đang bị sai à, giá trị thuế chẳng hạn Thì lúc này anh chị sẽ xuất một cái hóa đơn số 2 thay thế cho cái hóa đơn số 1. Được chưa ạ? Khi mà anh chị xuất hóa đơn thứ hai phát hành và đã được cấp mã rồi thì phát hiện ra cái hóa đơn số 2 này bị sai, vẫn bị sai. Thì lúc này thì anh chị sẽ phải xuất tiếp một cái hóa đơn thứ ba để thay thế cho hóa đơn thứ hai Và lúc này không phải là thay thế cho hóa đơn số 1 mà thay thế cho cái hóa đơn số 2. Đó, khi anh chị nếu mà tiếp tục về sau nó bị sai thì vẫn theo cái phần, chọn cái phần đó là xuất hóa đơn thay thế, chứ anh chị sẽ không xuất được hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn thay thế hoặc là hủy hóa đơn thay thế. Đó là cái cái, cái điểm khác khi mà anh chị uh, khi chuyển sang cái hóa đơn thông tư 78 nó là như vậy. Còn nếu mà trường hợp anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh thì uh, cái nội dung thì nó cũng sẽ hơi khác so với hóa đơn thay thế. Em ví dụ trường hợp số 1 là anh chị vẫn bị sai. Anh chị chọn sang cái hóa đơn thứ hai để xuất điều chỉnh cho cái hóa đơn số 1. Và đối với trường hợp mà anh chị lựa chọn cái phương án đó là xuất hóa đơn điều chỉnh thì lưu ý giúp em đó là chỉ điều chỉnh những cái thông tin sai của cái hóa đơn số 1 thôi. Những cái thông tin nào đúng thì vẫn giữ nguyên. Bởi vì khi mà anh chị làm báo cáo tờ khai ấy thì đối với những cái trường hợp mà xuất điều chỉnh cái tờ khai khi mà lên báo cáo nó sẽ bằng tổng tất cả những cái hóa đơn điều chỉnh cộng lại còn đối với hóa đơn thay thế thì nó sẽ lấy cái tờ khai nó sẽ lấy cái báo cáo của cái hóa đơn cuối cùng còn đối với hóa đơn điều chỉnh nó sẽ bằng tổng tất cả những cái hóa đơn điều chỉnh cộng lại do đó khi mà anh chị lựa chọn cái phương án điều chỉnh thì lưu ý giúp em đó là chỉ điều chỉnh những cái thông tin sai và trước khi mà mình phát hành hóa đơn nên kiểm tra lại các thông tin cộng lại ví dụ như là hóa đơn có sai đơn giá hoặc là sai số lượng hoặc sai thành tiền, sai thuế suất thì anh chị nên cộng lại những cái thông tin đó để xem nó ra cái giá trị đã để quyết toán hay đúng hay chưa. Nếu mà sai thì cái trường hợp anh chị đang điều chỉnh thì nó đang bị sai thông tin cần phải sửa lại. Và nhiều người không hiểu rõ về cái phần bản chất của cái hóa đơn điều chỉnh. Anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh, à, anh chị xuất hóa đơn số 1 nó chỉ bị sai mỗi cái tên hàng hóa thôi cái số lượng đơn giá thành tiền nó vẫn đúng thì lúc này đến cái hóa đơn điều chỉnh ấy, anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh thì chỉ cần điều chỉnh vậy cái tên hàng hóa đó thôi à, ở cái mục số lượng đơn giá thành tiền nó sẽ bằng không bởi vì lúc này anh chị cộng hai cái giá trị lại thì nó đúng ra cái giá trị của cái hóa đơn anh chị xuất lần đầu đúng chưa ạ nhưng mà một số anh chị lại không nắm rõ được cái phần hóa đơn điều chỉnh cho nên là anh chị xuất một cái hóa đơn điều chỉnh số 2 chọn lại mã hàng hóa đúng rồi nhưng vẫn nhập số lượng đơn giá thành tiền vào. Nó dẫn đến là lúc này anh chị là khi mà nên tờ khai nên báo cáo ấy thì dữ liệu của hóa đơn đẩy lên trên tổng cục thuế. Thì lúc này cái báo cáo của anh chị nó sẽ bằng tổng hai cái hóa đơn cộng lại và lúc này cái hóa đơn của anh chị nó sẽ bị đúc bồ lên, nó sẽ là nhân đôi lên. Doanh thu của anh chị nó sẽ bị đội lên. Đó là cái trường hợp mà khách hàng sử dụng theo cái phương án điều chỉnh nó rất dễ bị sai là như vậy. Trường hợp nếu mà trong trường hợp hóa đơn anh chị xuất hóa đơn thứ hai điều chỉnh cho hóa đơn số 1 bị sai. Hóa đơn số 2 tiếp tục bị sai thì anh chị sẽ thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh số 3. Và lưu ý lần này là cái hóa đơn điều chỉnh số 3 này nó sẽ chọn cái hóa đơn điều chỉnh cho cái hóa đơn gốc lần đầu nó là sẽ điều chỉnh cho hóa đơn số 1. Ở phần mềm thì bên em cũng đã bắt cái lỗi như thế này rồi, không để cho anh chị chọn nhầm. Theo đúng cái quy định là phải đối với hóa đơn điều chỉnh là phải điều chỉnh cho cái hóa đơn gốc có nghĩa là điều chỉnh cho hóa đơn số 1. Cho nên là nhiều anh chị thắc mắc và muốn hỏi là bây giờ em hóa đơn điều chỉnh số 2 em bị sai bây giờ em xuất số 3 em muốn điều chỉnh cho số 2 có được hay không? Thì cái câu trả lời là không được bởi vì đây là theo quy định của bên tổng cục thuế rồi. Bắt buộc anh chị phải điều chỉnh cho cái hóa, hóa đơn gốc đó là hóa đơn số 1. Đó là hai điểm khác nhau giữa hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế. Về trên phần mềm ACMAN. Nếu mà trong một trường hợp anh chị không nắm rõ được về cái phần hóa đơn điều chỉnh thì tốt nhất là anh chị nên thay thế bởi vì hóa đơn thay thế thì nó sẽ thay thế toàn bộ cho cái hóa đơn hóa đơn gốc. Hóa đơn gốc nó khi mà anh chị thay thế xong thì cái hóa đơn gốc nó sẽ bị gạch chéo. Để em sẽ mở cho anh chị xem một cái ví dụ về hóa đơn thay thế. Đây em ví dụ cái hóa đơn số 11 và thay thế cho hóa đơn số 10. Ở đây là hóa đơn số 11 thay thế cho hóa đơn số 10. Khi mà anh chị xem hóa đơn lên thì theo quy định thì nó phải có một cái mục đó là ghi là hóa đơn thay thế cho hóa đơn số bao nhiêu, ký hiệu là gì. Đây ạ, ở phía dưới như thế này. À, lúc này hóa đơn này nó sẽ thay thế toàn bộ cho hóa đơn số 10. Đồng thời hóa đơn số 10 thì nó sẽ bị xóa bỏ nó đi. Doanh thu nó sẽ về không. Nó sẽ giống như là hóa đơn bị hủy. Anh chị có thể thấy là doanh thu đã, đã về không và hóa đơn này cũng bị gạch chéo nó sẽ giống như hóa đơn hủy cho nên khi mà nộp uh, lên báo cáo thì nó sẽ đối với hóa đơn thay thế thì nó sẽ lấy cái hóa đơn cuối cùng để lên báo cáo còn đối với trường hợp hóa đơn điều chỉnh thì hóa đơn điều chỉnh uh, lần một điều chỉnh cho cái hóa đơn gốc thì hóa đơn gốc nó sẽ không bị gạch chéo nhiều anh chị vẫn thắc mắc là tại sao mà điều chỉnh mà cái hóa đơn cũ nó vẫn còn nó vẫn còn cái doanh thu cho nên là cái hóa đơn điều chỉnh nó sẽ chỉ điều chỉnh những cái thông tin sai thôi chứ nó không thay thế toàn bộ nó không điều chỉnh tất cả đối với trường hợp điều chỉnh nó sẽ bằng khi báo cáo nó sẽ bằng tổng tất cả các hóa đơn cộng lại cho nên là đối với trường hợp mà anh chị sử dụng thì nên theo em thì là nên sử dụng theo cái phương án hóa đơn thay thế là hợp lý hơn còn nếu mà trong trường hợp dựa khách hàng có yêu cầu là bắt buộc phải xuất điều chỉnh thì lúc đó thì mình sẽ điều chỉnh. Còn nếu không thì tốt nhất là anh chị chọn theo cái phương án này thay thế. Nó sẽ dễ, dễ hơn cho anh chị rất nhiều. Nó sẽ không bị sai. Sai khi mà bị, bởi vì hóa đơn điều chỉnh sẽ bị sai rất là nhiều. Có trường hợp mà anh chị điều chỉnh đến hóa đơn số 3, số 4 rồi vẫn chưa xong. Hóa đơn điều chỉnh nó nếu mà không hiểu đúng bản chất thì rất là dễ là bị sai còn đối với trong trường hợp để xuất hóa đơn điều chỉnh thì anh chị cũng sẽ thêm mới một cái hóa đơn mới anh chị sẽ phải thêm một cái hóa đơn mới sau đó thì sẽ chọn về cái phần hóa đơn điều chỉnh có một số những anh chị có sử dụng đối với những anh chị làm dịch vụ chẳng hạn thì anh chị có làm nhiều cho nhiều đơn vị có những cái đơn vị mà họ sử dụng cái hóa đơn của bên nhà cung cấp khác, nhà mạng khác mà họ sử dụng ở trên nền tảng web. Bên em là theo trên cái cài đặt app phần mềm. Còn đối với trường hợp mà những nhà cung cấp mà họ sử dụng trên nền tảng web thì theo em được biết đấy là họ sẽ trực tiếp vào trong cái hóa đơn đó để xử lý về điều chỉnh và thay thế. Thế nhưng mà đối với trên phần mềm của bên em, đối với cái phần này thì bên em bởi vì nó sẽ là cái phần mềm cài đặt Chứ mà chị muốn xuất điều chỉnh hay thay thế thì anh chị bắt buộc phải xuất một cái số mới và thay thế hoặc là điều chỉnh cho cái số cũ anh chị vẫn ghi nhận doanh thu anh chị vẫn chọn thông tin đầy đủ khách hàng đầy đủ chi tiết hàng hóa đầy đủ À, như thế này. À, sau đó thì ở trên phần mềm nó sẽ có hai cái mục đó là hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn thay thế. Thì anh chị lựa chọn theo phương phương án nào thì mình sẽ tích vào cái ô tương ứng. Ví dụ hóa đơn thay thế như thế này, thì anh chị sẽ chọn vào hóa đơn thay thế. Trường hợp mà anh chị chọn hóa đơn thay thế cho cái tháng trước thì mình sẽ chọn lại cái tháng. Về phần mềm thì đang để mặc định là cái tháng hiện tại cho đến cái tháng cuối năm. Anh chị sẽ chọn ví dụ bây giờ muốn thay thế ở cái hóa đơn tháng 1 thì mình sẽ phải chọn vào cái tháng 1 nó sẽ hiện tất cả các hóa đơn lên anh chị muốn thay thế cho số nào thì tích vào cái số đó rồi ấn chấp nhận Đấy, lúc này thì trong cái phần hóa đơn anh chị view lên nó sẽ có một cái thông tin nội dung là thay thế hóa cho hóa đơn mẫu ký hiệu cái dòng này là bắt buộc phải có để theo quy định nó phải có cái dòng này trường hợp mà hóa đơn mà không có cái dòng này thì nó không phải là hóa đơn điều chỉnh hay là hóa đơn thay thế bắt buộc phải có cái dòng này hóa đơn thay thế hoặc là hóa, khi mà chị chọn vào hóa đơn điều chỉnh thì nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi ạ, nó cũng sẽ như vậy, nó chỉ khác mỗi cái phần là điều chỉnh hay là thay thế, còn về mặt là Bản chất thực uh, nhập liệu trên phần mềm thì là hai cái điều chỉnh hoặc là thay thế nó sẽ giống nhau. À, nếu mà trong trường hợp mà đơn vị mà cơ quan thuế họ yêu cầu uh, gửi cái mẫu 04 bốn, bốn sai sót đối với trường hợp hóa đơn điều chỉnh hay thay thế thì cái này thì anh chị sẽ phải thao tác ở trên phần mềm. Bởi vì ở trên phần mềm ACMEN là làm theo đúng quy định của nghị định 123 là hóa đơn điều chỉnh và thay thế thì nó sẽ không gửi mẫu 04 cho nên là ACM không để tự động. Và trong trường hợp mà đơn vị mà muốn gửi cái mẫu 04 sai sót lên trên thuế thì anh chị sẽ phải một làm một cái thao tác bằng tay ở trên phần mềm thì anh chị sẽ vẫn tích vào cái tài khoản doanh thu của cái hóa đơn mà anh chị muốn giải trình, muốn gửi cái mẫu 04 sai sót đó. Anh chị vẫn sẽ tích vào cái phần giải trình sai sót. À, phần chấp nhận thì lúc này anh chị cũng sẽ vẫn nhập lý do nó giống như kiểu là anh chị giải trình cho cái hóa đơn bị sai tên và sai địa chỉ à, tuy nhiên thì ở trong cái phần tính chất thông báo lúc này nếu mà trong trường hợp anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh anh chị giải trình cái hóa đơn điều hóa đơn này sau đó lại xuất hóa đơn điều chỉnh thì anh chị sẽ chọn cái tính chất đó là điều chỉnh còn trường hợp mà anh chị muốn xuất hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn này thì anh chị sẽ chọn cái tính chất đó là thay thế để khi mà anh chị gửi lên trên cơ quan thuế và thuế chấp nhận ấy, người ta sẽ biết được là cái giải trình này nó là điều chỉnh hay là thay thế. Nó tương ứng với cái hóa đơn mà xuất lần sau. Đó, anh chị sẽ tích vào đây, nhập lý do vào rồi ấn chấp nhận ký số lên. Giải trình. Sau đó thì anh chị sẽ xuất một cái số mới, thay thế hoặc là điều chỉnh theo cái tính chất thông báo mà đã gửi cho cơ quan thuế. Cái mẫu 04 bốn ạ. Phần mềm ACMEN, nếu mà trong trường hợp mà anh chị đã xuất hóa đơn rồi, xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc là thay thế rồi. sau đó mới quay lại giải trình thì phần mềm cũng không bắt mà anh, anh chị đã xuất, anh chị có thể giải trình trước hoặc là giải trình sau khi mà anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc là thay thế đều được. trong trường hợp mà thuế khi mà anh chị đã xuất hóa đơn điều chỉnh hay thay thế mà yêu cầu thì có thể là vào trong cái phần này để thao tác thực hiện giải trình sai sót gửi lên trên cơ quan thuế. Còn về nghị định thì không yêu cầu phải bắt buộc là phải gửi cho nên là ACman không tự động gửi cái này. À trong quá trình mà khi mà anh chị xuất hóa đơn nó cũng sẽ có gặp cái trường hợp lỗi khi mà anh chị tích vào ô phát hành hóa đơn nó sẽ có cái trường hợp lỗi, ví dụ như là Thúy họ sẽ thông báo là à, chữ ký số không khớp với series đăng ký hoặc là lỗi xác thực chữ ký số hoặc là lỗi là nhà cung cấp nó không hoạt động ấy, à người nộp thuế không còn hoạt động nữa, thì khi mà anh chị phát hành hóa đơn trên phần mềm ACMAN mà có nhận được cái thông báo đó, thì đó không phải là lỗi của phần mềm mà đó là cái thông điệp mà cơ quan thuế biết để kiểm tra lại về cái thông họ thông báo lỗi gì thì mình sẽ phải kiểm tra lại cái lỗi đó ở trong cái phần trên phần mềm ACMEN nó sẽ có cái phần nhật ký truyền nhận thì anh chị có thể vào trong đó để kiểm tra. Phần nhật ký truyền nhận này thì nó sẽ là cái mục để anh chị kiểm tra lại toàn bộ những cái hóa đơn. Anh chị chọn cả năm thì nó sẽ có này. Số một số 2 là cấp mã được cấp mã hoặc là những cái thằng nào mà có giải trình ấy nó cũng sẽ hiện ra. em sẽ sang cái data này. đây là cái mục nhật ký truyền nhận. trong cái phần nhật ký truyền nhận này nó có số này, nó có cái dòng số thông điệp và ở phía dưới ở cái phía dưới ở chi tiết thì nó sẽ có những cái thông điệp đây ví dụ như là cái dòng cuối này ở phía cuối đó là thông điệp khi mà anh chị gửi phát hành hóa đơn ký số và gửi lên trên cơ quan thuế và cái thông điệp thứ hai đó là phản hồi của tổng cục thuế đó là phản hồi của tổng cục thuế người ta là có nghĩa là đã tiếp nhận được cái uh, thông báo phát hành à cái xuất hóa đơn đó. À, khi mà ở trạng thái thứ ba đó là trạng thái là thành công như thế này thì có nghĩa là hóa đơn đã được cấp mã rồi. À, nó sẽ có cái dòng th trạng thái như vậy. Nếu mà trong trường hợp có một cái hóa đơn nào đó của anh chị mà cái dòng trạng thái này nó báo lỗi thì ở cái thời điểm phát hành hóa đơn có thể là cái hóa đơn đó cái hệ thống thuế họ không tiếp nhận được, không xác định được cái hóa đơn. Hoặc là do một cái lỗi nào đó thì họ thuế họ sẽ trả về và từ chối cấp mã. Thì khi mà anh chị xuất hóa đơn mà gặp cái lỗi có những cái lỗi là lỗi 204 hoặc là thuế họ thông báo là lỗi rồi không cấp mã ấy, thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. À, trường hợp thứ nhất đó là cái trường hợp ở cái thời điểm phát hành hóa đơn hệ thống thuế gặp sự cố trục trặc chẳng hạn họ chưa cấp mã được họ sẽ thông báo lỗi như thế và sau sau đó sau qua sau khi mà qua đã được xử lý sự cố rồi thì hệ thống thuế sẽ tự động trả mã về và cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp là lỗi ví dụ như anh chị bị đăng ký chữ ký số à, thay đổi chữ ký số mà quên không đăng ký lại với cơ quan thuế cái series chữ ký số ạ không quên không đăng ký mà anh chị vào phát hành hóa đơn thì nó sẽ báo lỗi series chữ ký số à, chưa được đăng ký thì những hóa đơn đó sẽ bị thuế lúc này là hóa khi mà anh chị phát hành hóa đơn mà có thông báo lỗi trả về của cơ quan thuế là lúc này thuế từ chối cấp mã à, hóa đơn đó không hợp lệ thì khi đối với trường hợp đó thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp là sẽ có trường hợp ở cái thời điểm đó lỗi nhưng sau đó thuế họ sẽ trả mã về à, tuy nhiên trên phần mềm ACMAN nếu mà trong trường hợp anh chị anh chị nên có nghĩa là theo quý anh chị nên và vào cái phần tra cứu này này anh chị có thể vào trong cái phần nhật ký chuyên nhận này để ra soát lại những cái hóa đơn mà nó có cái phần thông báo sai sót ở trong phần nhật ký này nó sẽ có đây ví dụ như là ngày mùng 7 tháng 7 là có thay đổi thông tin đăng ký thay đổi sử dụng hóa đơn này nó sẽ có trong trường hợp mà anh chị giải trình sai sót ấy là nó sẽ có cái mục đó là giải trình sai sót nó cũng sẽ có ở trong cái phần nhật ký này anh chị có thể vào xem được là cái số hóa đơn nào là mình giải trình nó sẽ có hiện tất cả các thông tin ở đây đối với trường hợp xử lý cái hóa đơn mà phát hành nó bị lỗi ở trên tổng cục thuế thì anh chị sẽ giả soát lại toàn bộ những cái hóa đơn phát hành mà bị lỗi ở trên phần mềm và tra cứu lại với lại trên cái hệ thống của trang thuế nếu trong trường hợp cái hóa đơn mà bị lỗi mà trên trang thuế họ hiện trả kết quả là đã cấp mã rồi thì lúc này thì vui lòng liên hệ lại với bên uh, kỹ thuật của ACMEN. họ sẽ khôi phục lại cái hóa đơn đó cho anh chị vì hóa đơn ở thời điểm đó là thuế đang bị lỗi và sau đó thì họ trả mã họ lại cấp lại cái mã thì phần mềm lúc này họ sẽ phải xử lý thao tác bằng tay vào đấy để lấy lại cái số hóa đơn đó còn trong trường hợp mà hóa đơn ở trên cái uh, trang tra cứu của tổng cục thuế nó sẽ có cái thông báo đó là hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã thì có nghĩa là hóa đơn đó bị thuế hủy rồi nó không đủ điều kiện là hóa đơn đó không có mã của cơ quan thuế hóa đơn đó không hợp lệ cho nên là anh chị bỏ qua cái số đó Đấy, số đó là số của thuế họ hủy rồi chứ không phải là mình hủy và anh chị cũng không cần phải làm cái thông báo gì gửi trên thuế đó là những cái trường hợp mà sai sót và thực hiện xử lý ở trên phần mềm ACMEN